Ông Trump nhận tin vui giờ chót, tạm thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản. Tỷ phú Musk, chúng ta cần một làn sóng của đảng Cộng Hòa. Biện lý quận Fanny Willis đưa ra cảnh báo cho cựu Tổng thống Trump sau khi bà không bị loại bỏ khỏi vụ án. Dân biểu Green bảo vệ kiến nghị trút phế ông Johnson. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thì Nghĩ rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh HTD News. Bản tin của ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ông Trump nhận tin vui vừa chót, tạm thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản. Quý vị thân mến, một tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho ông Trump, tạm giúp cho ông thoát khỏi kịch bản bị chính quyền New York tịch thu tài sản. Ông Trump, ngày 25 tháng 3, được một tòa án phán quyết rằng ông sẽ không phải đóng khoản tiền phạt 454 triệu USD nếu ông nộp 175 triệu USD trong vòng 10 ngày. Ông Trump coi đây là một động thái có lợi nhằm ngăn chính quyền tiểu bang New York tịch thu tài sản của ông. Thưa quý vị, quyết định của tòa phúc thẩm cấp trung của tiểu bang đã xoa dịu nguy cơ thiếu tiền mặt nghiêm trọng đối với ông Trump. Trước đó, ông từng lo sẽ phải buộc phải bán tháo tài sản để nộp khoản tiền gần nửa tỷ đô la Mỹ. Ông Trump nói với các phóng viên tại tòa án ở New York rằng Tôi rất tôn trọng quyết định của cơ quan phúc thẩm và tôi sẽ chuyển 175 triệu đô la Mỹ tiền mặt, trái phiếu hoặc chứng khoán hoặc bất cứ thứ gì cần thiết rất nhanh chóng. Văn phòng Tổng trưởng lý New York Letitia James bên đã kiện ông Trump cho biết ông vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh của mình. Trước đó, trong vụ kiện do Tổng trưởng lý James đưa ra, thẩm phán Arthur Engoron vào hồi tháng 2 tuyên bố ông Trump phải nộp phạt 354,9 triệu đô la Mỹ vì cáo buộc đã phóng đại giá trị tài sản trong của mình trong hơn một thập niên đã đánh lừa các chủ ngân hàng nhằm khiến họ đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn cho ông. Cộng thêm tiền lãi, số tiền ông phải đóng phạt là 454 triệu đô la Mỹ. Ông Trump đã kháng cáo phán quyết của ông Engoron nhưng theo quy định, ông vẫn phải nộp phạt trong khi chờ kết quả. Quá trình này có thể sẽ kéo dài nhiều năm và nếu kháng cáo thành công, ông sẽ được trả lại tiền. Trước khi tòa phúc thẩm đưa ra quyết định, ông Trump đối mặt với hạn chót vào ngày 25 tháng 3 phải đóng khoản tiền 454 triệu đô la Mỹ. Các luật sư của ông từng nói rằng ông Trump không thể tìm được bên bảo lãnh cho khoản phạt này trước hạn chót 25 tháng 3 vì số tiền này là quá lớn. Nếu kịch bản ông Trump không thể đóng phạt 454 triệu đô la Mỹ xảy ra thì bà James có thể yêu cầu tòa án bắt đầu tịch thu tài sản của ông, bao gồm các bất động sản ở khu đất vàng, ví dụ như tòa nhà ở Manhattan. Trên đường đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024, ông Trump đã phải đối mặt lên tới 88 cáo buộc hình sự, trong đó có 14 cáo buộc lật đổ bầu cử, 40 cáo buộc lưu giữ thông tin mật, 34 cáo buộc về các khoản tiền hối lộ trái phép và nhiều án phạt dân sự khác nhau. Do đó, chi phí pháp lý của ông Trump ước tính là rất lớn. Mặc dù vậy, ông vẫn nhận được ủng hộ lớn từ cử tri của đảng Cộng Hòa và đã trở thành ứng viên của đảng này cho cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. tỷ phú Musk, chúng ta cần một làn sóng của đảng Cộng Hòa. Mỹ cần có một làn sóng đỏ, màu đỏ tượng trưng của đảng Cộng Hòa, và Mỹ sẽ kết thúc nếu đảng Cộng Hòa không chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào Chủ nhật ngày 24 tháng 3. Ông Musk trước đó tiết lộ rằng Ông đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào năm 2020, sau đó đã chỉ trích tổng thống đương nhiệm của Mỹ và xung đột với chính quyền Biden. Ông Musk đã nhiều lần chỉ trích cách ông Biden xử lý cuộc khủng hoảng biên giới miền Nam nước Mỹ và cáo buộc đảng Dân Chủ đang bị các công đoàn kiểm soát. Ông Musk viết trên X rằng, Tôi đã bỏ phiếu 100% cho đảng Dân Chủ mãi cho đến vài năm trước. Bây giờ, tôi nghĩ chúng ta cần một làn sóng đỏ của đảng Cộng Hòa, nếu không nước Mỹ sẽ tiêu. Theo báo chí đưa tin, doanh nhân này ngày càng chỉ trích tổng thống Biden sau khi Tesla, công ty ô tô điện bán chạy nhất ở Mỹ, bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh tại Bạch Ốc về xe điện vào năm 2021. Năm 2023, ông Musk tiết lộ rằng ông không chắc sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, cho đến nay ông vẫn chưa tán thành đối thủ của ông Biden là cựu tổng thống Donald Trump. Ông Musk nói tại hội nghị thượng đỉnh Davos vào tháng 11 năm 2023 rằng tôi nghĩ tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden, đồng thời nói thêm, tôi không nói rằng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Đầu tháng 3, tờ New York Times đưa tin, ông Trump đã gặp ông Musk ở Florida khi cựu tổng thống Mỹ tìm kiếm một nguồn tiền mặt lớn cho chiến dịch tái tranh cử của mình. Ông Musk xác nhận cuộc gặp nhưng khẳng định rằng ông không quyên góp cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa. Ông nói với cựu người dẫn chương trình CNN John Lemon 3 Tôi đang ăn sáng ở nhà một người bạn và ông Donald Trump ghé qua thế thôi và nói thêm rằng ông Trump chưa yêu cầu bất kỳ hỗ trợ tài chính nào. Ông Musk nói, tôi sẽ không thanh toán các hóa đơn pháp lý của ông ấy dưới bất kỳ hình thức nào và ông ấy không hề hỏi tôi về khoản tài trợ nào. Biện lý quận Vanquilis đưa ra cảnh báo cho cựu tổng thống Trump sau khi bà không bị loại bỏ khỏi vụ án biện lý quận phiêu trình Fanny Quyles đang gặp khó khăn nói rằng vụ tri tố can thiệp bầu cử của bà nhắm vào Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục và văn phòng của bà đã bị trì hoãn bởi các thủ tục tố tụng liên quan đến mối quan hệ của bà với cựu công tố viên hàng đầu của bà. Bà Quyles nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 3 rằng, Tôi không hề cảm thấy là chúng ta đã bị chậm lại. Đây là những bình luận đầu tiên của bà kể từ khi một thẩm phán ra phán quyết vào đầu tháng này rằng bà không cần phải bị loại bỏ khỏi vụ án. Tôi nghĩ rằng có những nỗ lực để làm chậm vụ này, nhưng vụ này vẫn tiến triển. Trong vụ án này, cựu Tổng thống Trump và hơn một chục đồng bị cáo khác phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến các nỗ lực được cho là nhằm lật ngược cuộc bầu cử một cách bất hợp pháp năm 2020 tại quận Fulton, bà Wallace đã nói như vậy chỉ vài ngày sau khi cùng một thẩm phán, thẩm phán Scott McAfee, cho phép các luật sư cho cựu tổng thống và các đồng bị cáo khác kháng cáo phán quyết của ông để được xem xét lại. Thẩm phán đã ra lệnh rằng biện lý quận này hoặc là công tố viên, đặc biệt cũ của bà, ông Nathan Wade, cần phải ngừng làm việc trong vụ án này. Ông Wade sau đó đã từ chức các luật sư bào chữa đã cáo buộc rằng bà Willis và ông Wade đã có một mối quan hệ tình ái, điều mà hai người này đã xác nhận trong phiên tòa xét xử hồi tháng 2 và họ được hưởng lợi về mặt tài chính từ sự sắp xếp này. Hai người phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã hưởng lợi về mặt tài chính. Trong cuộc phỏng vấn của CNN, bà Willis nói rằng bà không hổ thẹn vì bất cứ điều gì mà bà đã làm. Bà nói, tôi đoán tội ác lớn nhất của tôi là tôi có mối quan hệ với một người đàn ông nhưng đó không phải là điều tôi thấy hổ thẹn theo bất kỳ cách nào. Bà cũng nhấn mạnh rằng bà đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Thẩm phán mà Kỳ Phi đã ra phán quyết rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng mà Willis đã được hưởng lợi tài chính trong vụ án. Nhưng vị thẩm phán này mô tả mối quan hệ của bà như một sự thiếu sót lớn trong cách đánh giá. Và mặc dù một số nhà phân tích đã nói rằng bà Willis và ông Wade đã khai mang trong các tuyên bố mà họ đưa ra tại tòa hồi tháng trước, nhưng thẩm phán không đáp lại những cáo buộc đó. Thẩm phán này viết, tuy nhiên một mùi giả dối vẫn còn. Các luật sư của cựu tổng thống Trump và các bị cáo khác nói trước tòa rằng việc ông wade từ chức là không đủ để khắc phục vẻ bề ngoài không đúng đắn mà ngài thẩm phán đã phát hiện các luật sư bào chữa nói rằng việc không loại bỏ vị biện lý quận này khỏi vụ án có thể đe dọa bất kỳ kết án nào và buộc phải mở lại phiên xử lại nếu tòa phúc thẩm sau đó thấy rằng điều đó là cần thiết trong khi đó, một luật sư của một trong những đồng bị cáo của cựu tổng thống Trump, bà Ashley Merchant, đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News gần đây rằng bà sẽ tiết lộ các manh mối mới và nhiều thông tin chi tiết hơn trong tiến trình kháng cáo. Bà lập luận rằng bà Willis không thể đưa ra bất cứ điều gì để chứng minh những tuyên bố của mình về mối quan hệ nói trên. Sau những bình luận của bà Willis trên CNN vào hôm 23 tháng 3, ông Anthony Michael Christ, một giáo sư luật của Đại học tiểu bang Georgia, vẫn đang theo dõi vụ án này, đã chỉ trích nhận xét của bà trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông mạng Soi X. Ông Christ viết, nếu tôi là bà Fanny Wallace, tôi chỉ đơn giản là không nói chuyện với giới truyền thông, vì đây là thời điểm cần phải vô cùng cẩn trọng. Dân biểu Green bảo vệ kiến nghị trúc phế ông Johnson vào ngày 24 tháng 3, dân biểu Marjorie Taylor Greene, đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia, đã bảo vệ kiến nghị trút phế Chủ tịch Hạ viện mà bà đệ trình vào tuần trước. Bà Greene đã đệ trình kiến nghị ngay sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu tổng hợp Minibus trị giá 1,2 ngàn tỷ USD được khâu hết các thành viên của đảng Dân Chủ ủng hộ, nhưng đa số thành viên đảng Cộng hòa phản đối. Bà nói rằng kiến nghị này là một tấm thẻ hồng, tương ứng với lời cảnh báo đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng Cộng hòa tiểu bang Louisiana. Bà Green nói rõ rằng bà không có ý định thúc ép Hạ viện bỏ phiếu ngay lập tức về kiến nghị này. Nữ nghị sĩ nói với các phóng viên bên ngoài tòa nhà quốc hội sau cuộc bỏ phiếu rằng đây là sự phản bội người dân Mỹ, đây là sự phản bội cử tri đảng Cộng hòa. Trong lần xuất hiện trên chương trình Sunday Morning Future của Fox News, bà Green đã giải thích thêm về hành động này. Thưa quý vị, bà cho biết các cử tri đảng Cộng hòa kỳ vọng đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không bao giờ lùi bước để đạt được những chiến thắng về chính sách và tài trợ quan trọng. Bà nói, tuy nhiên trong tuần này, Chủ tịch Johnson, người vừa mới đảm nhiệm vai trò Chủ tịch được 6 tháng đã đưa chúng ta đến một kết thúc hoàn toàn thê thảm. Bà Green chỉ trích gói tài trợ dài hơn 1.000 trang có dòng đầu tiên khiến người nộp thuế phải trả 1,2 ngàn tỷ đô la Mỹ vì vài lý do, bà lưu ý rằng dự luật này được Quốc hội thông qua nhanh chóng và cuối cùng được cả hai viện thông qua trong khoảng 48 giờ sau khi được giới thiệu vào sáng sớm hôm 21 tháng 3. Điều đó vi phạm một quy định của Hội nghị Đảng Cộng hòa ở Hạ viện, theo đó mà các nhà lập pháp phải được phép có 72 giờ để đọc tất cả luật chi tiêu. Bà Green cũng chỉ trích việc thiếu quy trình sửa đổi luật. Bà mô tả dự luật này là được nhồi đầy đủ các mục trong danh sách mong muốn của đảng Dân Chủ và nói rằng dự luật sẽ duy trì các chính sách biên giới thảm họa của ông Biden. Nói rằng việc thiếu các sửa đổi đã khiến các nhà lập pháp đảng Cộng hòa không thể thực hiện nhiệm vụ của chúng ta. Bà Green đặc biệt phàn nàn về việc thiếu các chính sách biên giới mới trong dự luật, trích dẫn việc một người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp sát hại sinh viên Laken Grayley của trường đại học Augusta trong khuôn viên đại học Georgia và một đoạn video chấn động được công bố hồi tuần trước cho thấy những người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp tràn vào biên giới và áp đảo lực lượng vệ binh quốc gia texas bà nói không có điều gì trong dự luật này đảm bảo an ninh biên giới dự luật mà ông johnson thông qua này làm tất cả mọi thứ để duy trì cuộc xâm lược biên giới khủng khiếp khủng khiếp của chính phủ tổng thống biden cuộc xâm lược nguy hiểm mà đang diễn ra mỗi từng ngày chúng ta chỉ đang bám lấy nền cộng hòa của mình Chúng ta là một quốc gia đang mắc nợ với khoản nợ hơn 34.000 tỷ đô la Mỹ và chúng ta sẽ không thể có một chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa sẽ sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer, dân chủ New York. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại này, bà Green một lần nữa nhấn mạnh rằng bà không có kế hoạch ngay lập tức để thúc đẩy bỏ phiếu về kiến nghị này. Trước kiến nghị của bà Green, một vài nhà lập pháp đã bỏ phiếu phế truất ông McCarthy, nói rằng họ không có kế hoạch lập tức làm điều tương tự với ông Johnson. Tuần trước ông Gass, người dẫn đầu, cáo buộc đối với ông McCarthy, nói với các phóng viên, nếu phải truất vị chủ tịch này thì cuối cùng chúng tôi sẽ có một chủ tịch của đảng Dân Chủ. Với việc những nhà lập pháp này bày tỏ sự phản đối theo đuổi kiến nghị bãi nhiệm ông Johnson, không rõ liệu kiến nghị của bà Green có thành công nếu được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện hay là không. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.